Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Chúng ta vỗ tay chúc mừng bốn bàn cô giáo sáu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em và cô giáo sáu, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội hân hoan mừng lễ kính thánh Francisco Xavier, bổn mạng của các sứ truyền giáo. Đây là một vị tông đồ hy sinh hết mình cả cuộc đời cho lòng nhiệt thành rao giảng tin mừng, mang rất nhiều linh hồn về với Chúa. Người ta nói có ngày ngày rửa tội cả 2000 giáo dân, rửa tội cho sáng tối đến chiều, suốt một ngày là rửa tội, rửa tội. Đó là một cái sự kiện mà hôm nay giáo hội muốn gợi lên cái hình ảnh của vị thánh truyền giáo nổi tiếng nhất của thế giới và mang lại nhiều người trở về với Chúa. Hôm nay toàn thể giáo hội công giáo hân hoan mừng lễ kính thánh Francisco Xavier và nhất là khu giáo sáu mừng bổn mạng của khu giáo của mình. Trong những ngày qua, tất cả ban điều hành cũng như ông bà anh chị em khu giáo đã chuẩn bị tâm hồn chúng ta để mừng lễ sốt sắng hôm nay. Xin lời cầu bầu của thánh Francisco ban nhiều hồng ân xuống cho tất cả cộng đoàn chúng ta và đặc biệt cho ban hành giáo và các gia đình trong khu giáo sáu. Trong thánh lễ hôm nay, khu giáo sáu trước hết ban điều hành xin lễ tạ ơn hồng ân Chúa đã ban trong năm qua, cầu bình an cho các ân nhân và tất cả các gia đình trong khu giáo, cũng không quên nhớ những linh hồn trong khu giáo đã qua đời. Đó là những ý lễ mà khu giáo sáu dâng lên Chúa nhân ngày mừng bổn mạng hôm nay. Gia đình anh Trung cũng xin lễ mừng bổn mạng Francisco Xavier và một gia đình cũng chung lời hiệp ý cầu nguyện mừng bổn mạng gia đình. Ngoài ra trong thánh lễ chúng ta cũng cầu nguyện cho linh hồn Francisco Xavier, linh hồn Micael, các linh hồn giỗ đầu năm cho linh hồn Maria, các linh hồn Anton, Tomaso, Maria. Ban Caritas xin lễ đầu tháng cầu cho các ân nhân và hội viên được bình an và cầu xin ơn như ý. Và cũng cầu chúc tất cả các ông, các anh, các em lấy thánh Francisco Xavier làm bổn mạng hôm nay. Xin cộng đoàn chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Để xứng đáng cử hành thánh lễ mừng thánh Francisco Xavier, chúng ta thành tâm sám hối lỗi lầm thiếu sót và xin Chúa thứ tha. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Hòa bình an vui thế cho người hiền thần. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu. Là Thiên Chúa, là riêng Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhân đời chúng con cầu vâng. Chúa ngự bên nhớ lòng Chúa Cha.
xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai Thánh Phanxicô đi rao giảng để kêu mời các dân tộc Á Châu đón nhận tin mừng. Xin cho các tín hữu được nhiệt thành truyền giao như thánh nhân và cho giáo hội được cân hoan đón nhận nhiều con cái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Cụ giáo sáu. Bài chi sách Thiên Tri Isaiah. Đẹp thay trên người rao tin trên núi, người rao tin thái bình, người rao tin mừng, người rao tin cứu độ, nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi sẽ thống trị, tiếng ngươi canh gác của ngươi đã cất nên. Họ sẽ cùng nhau ca ngợi rằng: Chính mặt họ sẽ nhìn xem khi Chúa đem Sion trở về. Hỡi Jerusalem hoang tàn, hãy vui mừng, hãy cùng nhau ca ngợi, vì Chúa đã an ủi dân người, đã cứu chuộc Jerusalem. Chúa đã chuẩn bị ra tay thánh thiện người trước mặt chư dân, và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn xem ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng phúc âm thì không phải là để làm tôn vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng phúc âm. Giá nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy thì tôi có công. Nhưng nếu tôi bị ép buộc thì tôi phải làm tròn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi. Vậy thì phần thưởng của tôi ở đâu? Khi rao giảng phúc âm, tôi đem phúc âm biếu không? Tôi không dùng quyền mà phúc âm dành cho tôi. Mặc dầu tôi được tự do đối với tất cả mọi người, tôi đã dành làm nô lệ cho mọi người.
hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã ăn ở như người yếu đau đối với những kẻ yếu đau, để thu hút nhiều người yếu đau. Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả những việc đó tôi làm vì phúc âm, để được thông phần vào lợi ích của phúc âm. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu chọn 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người đã tới. Người bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con này xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi, này thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào trước tiên các con này nói bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên những người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có và thờ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp đón các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng, nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn chúng ta chúc mừng 43 cô giáo sáu và cũng chúc mừng một thành viên trong ban điều hành cô giáo 4 là anh Trung và một số gia đình cũng như một số các ông các em các anh lấy Thánh Francisco Xavier làm bốn mạng. Hôm nay cũng cộng đoàn chúng ta cùng xin chúc mừng tất cả. Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, và đặc biệt là ông bà anh chị em khu giáo sáu mừng lễ bổn mạng Thánh Francisco Xavier hôm nay. Trước hết, tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu một mình Ngài có thể đưa cả nhân loại về với Thiên Chúa Cha, không cần phải có con người cộng tác với Ngài. Nhưng vấn đề truyền giáo là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Vì thế đầu tiên Chúa đã chọn 72 người gọi là các môn đệ, rồi Ngài huấn luyện một thời gian và sai các ông đi rao giảng tin mừng. Và Ngài trước khi đi, Ngài căn dặn sống, nói, làm. Sống như thế nào? Hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa là Cha đầy tình yêu thương, không lo lắng phải mang cái gì rồi mặc cái gì, hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa. Rồi thứ hai là đến đâu
chào bình an cho họ, rồi vào nhà nào ở lại nhà đó và ăn những thứ mà họ dọn cho, không đòi hỏi phải ăn cái này phải kiêng cái kia, không. Rồi cái quan trọng mà cuối bài tin mừng là các con này nói cho họ biết nước trời đã gần đến. Đó là một vài nét nổi bật trong tin mừng mà Thánh Luca ghi lại để chúng ta thấy được Chúa Giêsu cần sự cộng tác của chúng ta, và đồng thời trước khi về trời Chúa trao trách nhiệm vấn đề truyền giáo, các con này đi giảng dạy cho muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Để rồi sau khi Chúa Giêsu lên trời, các tông đồ tiếp tục 12 đi khắp thế gian rao giảng tin mừng. Và sau các tông đồ là giáo hội, và giáo hội là mỗi người chúng ta đang tiếp tục cái sứ mạng rao giảng tin mừng. Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít. Vậy thì chúng ta cùng với mọi người cầu xin Chúa cho những vị truyền giáo đầy nhiệt hành, nhiệt huyết loan báo tin mừng thay cho chúng ta. Còn chúng ta là cầu nguyện, là hy sinh, là ham mình, là đền tội và là sống gương mẫu. Hôm nay chúng ta mừng Thánh Phanxicô Xavier, bổn mạng các sứ truyền giáo. Trước hết ngày sinh năm 1555 ở tại Pompeo, nước Tây Ban Nha, trong một gia đình quyền quý. 19 tuổi ngài được du học bên Pháp và sau đó học rất giỏi, lấy bằng cử nhân tiến sĩ và là một học sinh xuất sắc, được giữ lại làm giảng viên của trường đại học nổi tiếng thời đó, tức là đại học Sorbonne. Mà cái đại học đó là cái đại học nổi tiếng nhất của nước Pháp và đồng thời nổi tiếng nhất của thế giới, và ngày nay vẫn còn nổi tiếng là đại học Sorbonne bên Pháp. Trong khi được lưu lại làm giảng viên của trường đại học nổi tiếng này, ngài là một giáo sư rất là gương mẫu, được học trò quý mến, và đồng thời có một đồng nghiệp đó là Ignacio. Và một giáo sư nổi tiếng được nhiều sinh viên yêu quý, do đó cái tính háo danh háo lợi của Phanxicô nó đang lén lút vào cái suy nghĩ của Phanxicô. Nhưng Ignacio Loyola là đồng nghiệp, là giáo sư, thấy cái không hay không tốt đang lóe lên nơi con người của Phanxicô. Do đó lần đầu tiên gặp Phanxicô, Ignacio chỉ nói với Phanxicô: "Này anh Phanxicô, được lợi lãi cả thế gian mất linh hồn nào ích gì?" Mỗi một lần gặp Phanxicô là Ignacio nói cái điều đó. Đến nỗi Phanxicô tức mình: "Anh không nói câu khác được cho tôi mỗi khi tôi anh gặp tôi sao?" Ignacio mỉm cười và lại nói tiếp: "Tôi nói lại một lần nữa cho anh nghe, được lợi lãi cả thế gian mất linh hồn nào ích gì?" Thưa quý ông bà anh chị em, với một cái câu nói đó lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, để rồi ơn Chúa đã thấm nhập vào Phanxicô, và Phanxicô từ bỏ nghề giáo sư đi theo Ignacio. Và Ignacio cảm nhận được 10, tức là 7 anh em cùng đồng chí hướng, là nền tảng của dòng tên. Và rồi 7 anh em đã đến bàn thờ Mông Mác, đặt cái lời hứa với Chúa, sống trung thành với Chúa, với giáo hội và vâng lời Đức Giáo Hoàng, và cuối cùng là đi truyền giáo. Và quả thật thưa quý ông bà anh chị em, 7 anh em sang yết kiến Đức Giáo Hoàng và đề nghị cái điều luật, cái nội quy của dòng
và được dốc Đức Giáo Hoàng chấp nhận. Và cuối năm 1539, bảy anh em được lãnh chức linh mục và Francisco Xavier được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ ba bài sai sang bên Á Châu và đặc biệt là sang bên Ấn Độ để truyền giáo. Được tin này, Francisco một mặt cũng cảm thấy buồn, nhưng mặt khác đã khấn hứa. Francisco rất là hồ hởi vui vẻ lên đường với hai bàn tay trắng và một bộ quần áo, lên đường trong mấy tháng từ Pháp sang Ấn Độ và bắt đầu đến đảo Goa. Cái cảng Goa là nổi tiếng của Ấn Độ thời xưa cho đến ngày hôm nay. Và bắt đầu như tin mừng chúng ta thấy, đến đâu thì ăn những thứ họ dọn cho, hoặc là rồi thế này thế kia đấy, thì bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn. Đến đâu hợp với phong tục tập quán của người ta, ăn những thứ mà người ta ăn, người ta cho gì ăn đấy, người ta cho gì mặc đấy. Và rồi từ cái nếp sống hòa đồng với người Ấn Độ, và ngài bắt đầu đi rao giảng tin mừng. Thưa quý ông bà anh chị em, thật là một sự lạ mà Chúa đã dùng bàn tay của Francisco trong vấn đề rao giảng tin mừng. Họ đi vào đạo rất là đông. Như đầu lễ tôi đã gợi ý, có ngày ngài rửa tội 2-3 ngàn chứ không phải 2-300. Đấy. Nguyên đổ nước không có đủ là mệt rồi, từ sáng cho đến đêm rửa tội như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, ngài đi khắp nước Ấn Độ, bởi vì đã quen vòng văn hóa tập tục tiếng nói của người Ấn Độ rồi, rồi ngài dạo qua tất cả các nơi trong nước Ấn Độ rộng lớn như thế nào. Ngài truyền giáo ở đây 11 năm trời. Rồi có một đệ tử ở bên Nhật cũng muốn ngài sang bên Nhật, và ngài đã theo đệ tử hướng dẫn sang bên Nhật. Nhưng truyền giáo ở bên Nhật rất khó. Rồi có một đệ tử nữa ở Sri Lanka, đấy, cũng đưa ngài đến Sri Lanka, sắp tới Ấn Độ để truyền giáo, nhưng cũng không thành công. Và cuối cùng năm 1552, ngài được một đệ tử thân tín hướng sang bên Trung Quốc. Và quả thật nghe nha, Trung Quốc là một cái nước rộng lớn và dân chúng rất là đông. Ngài cũng mong muốn sang bên Trung Quốc để rao giảng tin mừng. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, mới xuống tàu đến đảo Tân Châu, nhìn vào Trung Quốc bao la, ngài đã bị bệnh gọi là sốt huyết, gọi là sốt cấp tính. Và ngài bây giờ đâu có thuốc gì, trên con tàu từ Ấn Độ đến đảo Tần Châu gần Trung Quốc thì ngài đã chết. Và trước khi chết, ngài nhìn vào Ấn Độ, lạy Chúa còn nữa, và người ta đưa xác về Ấn Độ, về Goa, và người ta đã mai táng ngài ở đây. 70 năm sau, 1622, thì được Đức Giáo Hoàng Gregorio phong thánh. Và năm 1904 thì được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo. Đó là một vài nét về Thánh Francisco Xavier, bổn mạng các sứ truyền giáo mà hôm nay giáo hội mừng lễ hiệp với khu giáo sáu. Một con người đã có một cái ước mơ khi làm giáo sư ở đại học nổi tiếng bên Pháp, nhưng là cái động viên của Ignacio là bề trên cả của dòng tên đầu tiên
đã thâm nhập với câu được lợi lại Catechan mất linh hồn nào cái gì, đã cảm hóa được Phanxicô, và Phanxicô đã từ bỏ tất cả những danh vọng của thế tục để đi theo con đường Chúa dạy, làm tông đồ của Ngài và là tông đồ nhiệt thành trong công việc truyền giáo, và đã mang lại cho giáo hội rất rất nhiều người. Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay nhân ngày lễ kính Ngài muốn gợi lên một con người nhiệt thành nhiệt huyết cho các tông đồ, cho các linh hồn. Đó là một hình ảnh mà đáng cho chúng ta suy nghĩ, đáng cho chúng ta cảm nhận được cái tình thương của Thiên Chúa đối với Ngài như thế nào, và Ngài cũng cảm nhận được tình thương của Chúa qua những người anh em mà Ngài đã rửa tội cho họ trở lại người Công giáo. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta dâng lời tạ ơn hồng ân của Chúa, và chúng ta cũng cầu xin Thánh Phanxicô Xavier mà hôm nay chúng ta mừng lễ, xin Ngài cũng cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta và cho khu giáo sáu có một cái lòng hăng say nhiệt huyết trong công tác tông đồ truyền giáo bằng chính đời sống gương mẫu đạo đức của mỗi người chúng ta. Nhất là khu giáo sáu bên cạnh còn rất nhiều gia đình chưa biết Chúa, tôi mong rằng và tôi hy vọng rằng từ ban điều hành cho các gia đình Công giáo khu giáo sáu sống mỗi ngày mỗi tốt, mỗi gia đình của mình là những gia đình tốt, là những người Công giáo tốt. Đó là cái ảnh hưởng không nhỏ qua cái đời sống gương mẫu. Xin chúc lành cho tất cả chúng ta và chúc mừng tất cả. Và xin mọi người chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để lòng hăng say nhiệt thành truyền giáo của chúng ta bằng đời sống gương mẫu luôn luôn nhắc nhở và thúc đẩy chúng ta thực hiện. Xin mời cộng đoàn chúng ta đứng lên tiếp tục thánh lễ. Anh chị em thân mến, Thánh Phanxicô Xavier là thầy truyền bá đức tin được giáo hội tuyên phong mừng kính hôm nay. Trong tâm tình tri ân và cảm tạ Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Chúng ta cầu xin Chúa cho hội thánh biết chia sẻ niềm vui mừng và hy vọng, cũng như nỗi lo âu khắc khoải của thế giới, mạnh dạn rao giảng tin mừng làm chứng nhân cho Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho các vị chủ chân được muôn ơn lành, để các ngài luôn trung thành với hội thánh, hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, biết hy sinh tất cả để phục vụ đoàn chiên Chúa giao phó. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho các Kitô hữu sẵn sàng dấn thân đáp lại tiếng gọi của Chúa, sống đời sống chứng nhân đích thực của tin mừng, đồng thời giới thiệu Chúa cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ và giáo khu ngày càng vững mạnh trong đức tin, sống bác ái yêu thương và khiêm tốn, noi gương thánh nhân, nhiệt thành cộng tác với vị chủ chăn, để giáo xứ và giáo khu ngày càng thăng tiến hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã sai Thánh Phanxicô Xavier đi rao giảng để kêu mời các dân tộc Á Châu đón nhận tin mừng. Xin cho các tín hữu được nhiệt thành truyền giáo như thánh nhân, và cho giáo hội được hân hoan đón nhận nhiều con cái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lời tiếng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm. Lời
Anh chị em ấy cầu nguyện đấy, lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin vui nhận của lạy chúng con dâng trong ngày Kinh Thánh Phanxicô Xavier, vì tông đồ đầy nhiệt huyết đã không ngại đem ánh sáng tin mừng tận chân trời góc biển. Xin Chúa cùng cho chúng con biết đem cả đời sống mà làm chứng cho tin mừng, để có thêm nhiều anh em cùng đi về với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, toàn là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa cho hội thánh được hân hoan mừng lời Thánh Phanxicô Xavier, để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của Ngài, Chúa cùng cô hội thánh, nhờ lời giảng dạy Chúa giáo huấn và nhờ lời cầu khấn đẹp lòng Chúa, Chúa gìn giữ hội thánh. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng Chúa rằng: Ân ca, ân ca, Chúa là Thiên Chúa các cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa nhân của lên này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng ở tê tức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con tan truyền Chúa chịu chết và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con để xứng đáng ngầu gần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiên hải xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức men, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Giám Mục Giuse phụ ta chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Thiên Chúa là Cha đầy tình yêu thương, xin Chúa ban cho ông bà anh chị em khu giáo sáu và các ông các anh các em nhận Thánh Phanxicô mầm bốn mảng hôm nay được tràn đầy hồng ân và tình thương của Thiên Chúa qua lời bầu cử của thánh nhân, và xin cho tất cả mọi người trong cộng đoàn chúng ta mừng lễ Thánh Phanxicô hôm nay. Xin Ngài cầu cùng Chúa cho chúng ta, chúng con có một lòng hăng say nhiệt thành rao giảng tin mừng bằng chính đời sống gương mẫu của mỗi người chúng con trong mọi nơi mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Xin Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Phanxicô bổn mạng ban muôn hồng ân và đồng thời ban sự bình an sức khỏe cho ông bà anh chị em khu giáo sáu và những người mừng bổn mạng hôm nay. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn Phanxicô Xavier Micaga do ông đầu cho linh hồn Maria, các linh hồn Anton, Tomaso, Maria và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bạn quen thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào quân anh sang tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm, Đức Trinh Nữ các thánh tông đồ, Thánh Phanxicô Xavier và toàn thể các thánh để sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chỉ nhờ người với người và cho người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thân người rơi, chúng ta dâng nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha tà sang, nước Cha chỉ đến,
đi ra thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha thứ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước đám giờ, nhưng cứu chúng con lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dơ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phước cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
thế giới này thật quá bao la, mà vòng tay con sao nhỏ quá. Xin dạy con biết đan tay nhau, để cùng nhau xây mối ân tình, để tình thương chan hòa muôn lối, để niềm tin yêu tràn thế giới. Những ước mong nhịp bước nơi nơi, có bước chân con nở hoa. Bao con người cần đến yêu thương, mà lòng con sao vô tình quá. Xin dạy con biết yêu thương hoài, mở rộng con tim hiến dâng này, để từ nay chia sẻ cơm bánh, để cùng nhau chung một tiếng hát. Tiếng hát ca vọng đến muôn nơi, khắp thế nhân vui mùa cứu rỗi. Xin cho chúng con lên đường đi theo lời Chúa. Xin sai chúng con lên đường truyền đạo chân lý cho muôn dân. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho lời tế tạ ơn này đốt lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa yêu mến. Xưa đã khiến Thánh Phanxicô Xavier xả thân cứu các linh hồn, nhờ vậy chúng con sẽ sống xứng hợp với ơn gọi làm Kitô hữu, để được cùng thánh nhân lãnh phần thưởng Chúa hứa cho những ai trung thành phục vụ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin kính mời cha xứ và cộng đoàn an tọa. Trọng kính cha xứ, kính thưa quý hội đồng mục vụ và các ban ngành đoàn thể. Trong sự phát triển và hình thành của khu giáo chúng con đã được cha xứ hướng dẫn và giúp đỡ chúng con rất nhiều để khu giáo chúng con mới được phát triển như ngày hôm nay. Đặc biệt, cha đã củng cố niềm tin nơi chúng con cho qua những bài giảng trong các thánh lễ, để chúng con có niềm tin vững vàng và lòng cậy trông sắt son nơi Chúa. Xin cha thêm lời cầu nguyện cho chúng con, để chúng con biết noi gương thánh nhân, biết hăng say truyền giao tin mừng của Chúa bằng chính sự hy sinh trong cuộc sống thường ngày của mỗi người. Cậy trông vào công nghiệp và lời cầu bầu của thánh nhân, xin Chúa trả công bội hậu trên cha xứ, ban cho cha xứ dồi dào sức khỏe, thánh đức và bình an trong sự quan phòng của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Chúng tôi cũng xin cảm ơn ca đoàn Thánh Tâm đã dâng lời ca tiếng hát để thánh lễ thêm phần long trọng và sốt sắng hơn. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị ân nhân đã giúp đỡ chúng tôi để buổi lễ hôm nay được thành công và tốt đẹp hơn. Sau cùng, chúng tôi xin cảm ơn cộng đoàn dân Chúa đã cùng hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho khu giáo chúng tôi.
chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Để tỏ lòng kính trọng và biết ơn cộng đoàn khu giáo chúng con, xin dâng lên Cha bó hoa tươi thắm với muôn vàn tấm lòng kính trọng và biết ơn. Kính xin Cha vui lòng nhận cho. Sau thánh lễ, chúng con xin trân trọng kính mời Cha xứ và cộng đoàn xuống hội trường giáo xứ để cùng chia sẻ niềm vui với khu giáo chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Trước hết xin cảm ơn ông trưởng khu giáo sáu đại nhân, ông bà anh chị em khu giáo dâng lời tạ ơn và chia sẻ niềm vui, và cũng nói lên cái tâm tình biết ơn của ban điều hành cũng như là tất cả các gia đình công giáo trong khu. Xin Chúa chúc lành qua lời cầu bầu của Thánh Francisco Xavier Bổn Mạng, làm sao cho ban điều hành và tất cả các gia đình công giáo khu giáo sáu luôn luôn bình an, mạnh khỏe và tràn đầy hồng ân tình thương của Thiên Chúa, và nhất là qua lời cầu bầu của Thánh Francisco Bổn Mạng cho mỗi gia đình ông bà anh chị em khu giáo sáu luôn luôn là muối men, là biết giàu loang trong đời sống gia đình, gương mẫu của ông bà anh chị em lan tỏa ra những gia đình chung quanh chưa biết Chúa. Đó là lời cầu chúc của tôi cũng như là tất cả cộng đoàn nhân dịp mừng Bổn Mạng khu giáo sáu. Xin một lần nữa chúng ta chúc mừng Bổn Mạng và cầu cho được như ý. Xin mời cộng đoàn kết thúc thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.